cô ấy chưa về. Nó đi đâu nhỉ? Thịt gà lại đói này. Thịt gà đói này nhỉ? Con cô đi đâu? Mẹ con cô đi đâu rồi? Sao lại không thấy không đi về nhỉ? Chắc mình phải đi hỏi quanh đây.
cho mọi người nghỉ không? Nhà tôi bây giờ là tôi vẫn để đấy, nhưng ai có tiền thì tôi mới cho thuê. Còn không có tiền thì tôi không cho thuê, như cái mẹ con nhà đấy là không có tiền là tôi tống rồi. Cảm ơn nhá. Cảm ơn ta. Đấy. Cháu hỏi tí, bác ở làm đây có thấy có hai con nhỏ nhỏ bằng này đi qua đây không bác? Không đi qua đâu. Rồi, xin chào, cảm ơn nhé.
vào nhà không? Anh mời bác nào đấy ạ? À? Sao em ở đây? Thế bác chủ nhà đâu em? Ừ. Nhà này mẹ mới mua được khá lâu rồi, bác chủ nhà cũ bác đi làm xa. Chủ nhà là bác bán lâu chưa em? Bác bán cũng lâu rồi anh ạ. À, em có biết bác đi chuyển đi đâu không? Ừ, em không. À thế à? Ừ, anh vào anh hỏi để anh tìm người mà. Ừ, thế thì anh cảm ơn nhá. Dạ. Ừ, anh về đây. Chuyển đi đâu nhỉ? Cô ấy đi đâu?